tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Đoản Thiên tiểu thuyết Sử Sao Cho Vẹn của tác giả nhà văn Đào Thanh Phước. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. Khói lửa tưng bừng, thần công nổ lông trời dậy đất, máu chảy thành sông, thay nằm như núi, nhân dân đồ thán, cha xa con, vợ lìa chồng, tiếng khóc gian lừng như sấm. Ấy là cái nạn chiến tranh trót 5 năm trời, do Đức Quốc khởi ra, nay đã mấy thu dư, khói tan lửa hạ, mà còn để cho dân cư các miền bị đốt phá ngậm hờn. Nhà người cháy, mình không nỡ ngồi an. Huống chi năm 1914, nước Pháp quốc mộ binh thuộc địa. Làng Hưng Điền, một cái nhà lá 3 căn, bốn phía tùm cây trái, cất giữa bên sông, phong cảnh u nhàn. Sau hè có bụi tre, trước nhà có cây gia lão. Nhà ấy là nhà nông phu, quanh năm chỉ có làm bạn với mấy cây lúa, mấy liếp rau, nào có biết thành thị là gì. Chủ nhà là ông Lê Phong, một ông già đã 60 đông, hình dốc cao lớn, sức lực mạnh mẽ, dầm mưa dãi nắng, chịu cực chịu khổ với nghề nông mà vẫn ăn ngon không bệnh hoạn. Ông là một người thủ cựu, chữ nho giỏi, chữ quốc ngữ biết lôi thôi, làm hương chủ trong làng, lòng dạ ngay thẳng, ai ai cũng kính yêu. Ông rất trung thành với nhà nước. Con ông là Lê Cảnh, tuổi ngoài 30, cũng dạm dở như cha, cũng ít học, cũng hiền lành. Cưới vợ là Châu Thị được 7-8 năm nay, sanh được 2 trẻ. Cha con thuần thảo siêng năng, vợ kiên trinh đức hạnh, gia đình đầm ấm vui vẻ như trời xuân. Ai trông vào mà chẳng trầm trồ khen ngợi, chẳng ước ao sao mình được vậy. Chiều ấy Lê Phong đi nhóm về đang nghỉ ngợi lung lắm. Lê Cảnh hốt bờ đến 6 giờ tối, xăm xăm giác cuốc về nhà, thì mây giăng đen kịch, gió thổi ào ào. Mấy cây tre cọ nhau nghe trèo trèo, phút chốc mưa tuôn xối xả, gió tạt vào nhà. Châu Thị lật đật đi đóng cửa, thắp đèn rồi dọn cơm lên. Lê Cảnh tắm rửa xong, ba cha con ngồi lại ăn. Lê Phong ít nói chuyện hơn mọi bữa, tuồng như ông lo lắng điều chi. Lê Cảnh thấy cha không được vui thì kiếm chuyện nói về ruộng nương lúa thóc, ông ừ hử cầm chừng. Cơm nước xong, Châu Thị đi dọn dẹp, còn ông Lê Phong thì lên ván giữa ngồi hút thuốc. Lê Cảnh nằm trên võng nhai trầu, có cục chi trạo trực trong họng ông Lê Phong. Ông tằng hắn hoài, dợm nói đôi ba phen mà chưa nói được. Ông hút tàn điếu này liền đốt điếu khác. Ông dòm con nằm trên võng, ngó hai cháu chạy chơi dưới đất. Ông châu mày, ông cung tay đấm nhẹ nhẹ xuống ghế, dường như ông cự, ông đánh đuổi sự yếu ớt của ông, không cho ông làm xong nghĩa vụ. Lê Cảnh dòm thấy cử chỉ của cha nín không được, nên ngồi dậy hỏi rằng: "Thưa tía, sao chiều nay tôi coi sắc diện cha lo rầu dữ vậy?" Ông Lê Phong thở ra trả lời rằng: "Hồi chiều làng nhóm có thầy cai dự, thầy đem châu tri của quan chủ tỉnh đọc cho làng nghe, đại khái như vậy: nước Đức Quốc là nước tàn bạo tham lam, muốn thâu phục cả thế giới, đã khởi binh đao cùng các đồng minh kể từ tháng 8 năm 1914, kéo binh ngang nước Bỉ Lợi thì chẳng kể lời giao ước, tới đâu cũng đốt phá giết dân vô tội chẳng biết bao nhiêu. Vậy phải đồng tâm hiệp lực mà tiêu trừ quân tàn ác, kẻ công người của chung vai đậu cật cùng nhau. Có tiền thì cho nhà nước vay quốc trái, bằng chẳng thì sang qua đại pháp, tùy theo sức mình trí mình, làm thầy làm thợ làm lính, chớ rụt rè nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ, mà một ngày kia e phải xa dưới dấu con hùm dữ thì ăn năn hối ngộ đã muộn rồi. Đó, con nghĩ coi, lời lẽ nhà nước thống thiết làm vậy mà ta là phận con dân, ta lẽ nào điềm nhiên tọa thị mà xem sao? Mai đây cha muốn cho con ứng mộ mà tùng chinh, lòng con thể nào? Phải là con nên làm gương cho các bạn thanh niên mạnh bạo ra sông pha nơi nước lửa để danh thơm cho nước cho nhà, hay là con trốn chui trốn nhủi nơi xó hè góc trái
quý tử tham sanh mà để tiếng nhơ muôn thuở. Lê Cảnh lóng tai nghe lời cha, sắc mặt khi giận khi buồn, khi lo sợ mà có màu suy nghĩ. Cha dứt lời thì cặp mắt chàng rảo quanh nhà, nhìn cha đầu bạc, nhìn sắp trẻ thơ, rồi chàng thở ra. Ông Lê Phong ngồi hút thuốc phì phà, ngồi chờ con trả lời. Sao con? Con liệu thế nào? Lê Cảnh ngồi dậy lấy tay chống má, trầm tư mặc tưởng hồi lâu. Ông Lê Phong lại hối. Sao con dần già không trả lời cho cha nghe? Cảnh rằng. Thưa cha, con muốn tận trung với nước, mà con cũng muốn tận hiếu cùng cha. Nợ nước ơn nhà xử sao cho vẹn. Chém tướng đoạt cờ đuổi quân vô đạo, con ham mộ biết bao. Nhưng con bận nỗi gia đình lắm cha. Thung huyên tuổi hạt, cơn mưa gió biết cậy nhờ ai. Con trẻ chích chiêu, lúc sớm khuya nhờ ai dạy bảo. Con suy nghĩ chưa đành lìa đất tổ quê cha, mà dấn thân vào lằn tên mũi đạn. Ông Lê Phong vừa nghe dứt, ông vỗ tay cười ầm lên. Ha ha, coi kìa, con lưng dốc sầm sầm, sức lực mạnh mẽ, sao tánh tình lại yếu ớt làm vậy? Cha mới có 60 tuổi đầu, cha còn dầm mưa cả ngày chưa biết lạnh, gian nắng cả buổi nào có sao đâu. Cha chưa chết gấp bây giờ đâu con sợ. Con cũng nhớ ông nội con 80 tuổi mới qua đời chứ. Vậy thì cha đây cũng còn sống được vài 30 năm nữa mà. Cha có dâu hiền thì lo gì khi đau ốm không người săn sóc. Còn bầy trẻ con thì con lo chúng nó đói lạnh hay sao? Con hãy mạnh bạo mà ra đầu quân nè. Rồi một ngày kia lửa tắt khói tan, con mang cái khuê bài quân công về làng, thiên hạ chỉ con mà rằng, à, người đó lúc nước nhà có việc liều chết đi tùng chinh, người can đảm, người nghĩa khí, chẳng là ngộ sao, chẳng là vui sao? Chứ sống trong rẫy bái này, tuy được an thân mà mang tiếng người hèn nhát, con chịu vậy sao? Lúc ấy Châu Thị châm trà đem lên, Cảnh kêu vợ hỏi rằng, mình nghe mấy lời cha giảng dạy đó chăng? Mình có vui lòng cung phụng cha già và chăm nom bầy con dạy cho tôi yên tâm ra chốn chiến trường hay chăng? Châu Thị thưa rằng, mình dốc lòng tận tâm vì nước, em cũng nguyện trọn đạo với nhà. Mình cứ đi, em hứa với mình ngọt bùi em giữ hiếu nam, dạy con đèn sách em làm phụ thân. Xin mình vững lòng, miễn là mình xử tròn phận sự làm người cho cha vui dạ, thì em cũng đặng thơm lây. Ông Lê Phong nghe dâu nói, mừng rỡ cười ngất. Phải, con nói như vậy vừa ý cha, vậy mới đáng là con dâu nhà họ Lê ta, mấy đời chung quân ái quốc, thờ kính mẹ cha. Ngày mai nơi nhà Việt dân ứng mộ đặng 30 người, trong đó có chàng Lê Cảnh. Ai ai thấy chàng là con một, bỏ cha già vợ yếu con thơ mà đi qua Tây Địa, xem mạng sống nhẹ tở lông hồng, ai cũng khen vang. Rồi cái can đảm của chàng nó làm cho tiêu tan cái tánh yếu hèn của mấy bạn, những thích quy điền ẩn sĩ. Kể sau cho xiết những lời cha dặn con, chồng vợ giả từ. Trong cuộc phân ly, tuy bề ngoài gượng gạo làm vui, chứ trong dạ sao khỏi ngậm ngùi lo sợ. Cai tổng và Hưng Chủ Phong dắt bọn dân ứng mộ lên tỉnh thành. Quan tham biện phủ quỷ đôi lời nông chí, khen ngợi tổng với làng, rồi cho một toán lính đi với bọn lính mộ lên Sài Gòn. Xe lửa lại lính ùn lên, con trên xe ló đầu ra cửa sổ nhìn cha lần chót. Cha đứng dưới còn dặn bảo cho con mấy lời. Một tiếng súp lê, xe rần rần chạy. Thế là từ đây cha con chồng vợ xa cách ngàn trùng, sống thác nào hay. Hai năm trường, thỏ lặng ác tà, hạ sang xuân mãn. Trong cái thời kỳ ấy, mỗi tháng ông Lê Phong xuống tỉnh lãnh 3 đồng. Vì thổ ấy chính phủ có cấp lương tháng cho cha mẹ vợ con người lính mộ. Dài 3 tháng, Lê Cảnh viết về cho cha một bức thơ thuật công việc cực khổ của người lính tùng chinh, ăn sương nằm tuyết, thân phận giải dầu. Khi lên Bắc Hải, lúc xuống Giặc Đông, quanh mình thấy nào là người chết, nào là người bệnh, rên xiết thảm thương. Một toán binh đang ngồi trái phá rơi xuống nổ, xương tan thịt nát, đầy đất máu rơi. Thì mới 5 phút đây, anh em còn bắt tay chuyện giảng mà chết bất ngờ, chết trong chớp mắt. Ôi cái nạn chiến tranh tổn hại sanh linh biết là bao nhiêu. Trải qua nhiều xứ nhiều thành, mới hôm trước đây Phồn Thạnh, lầu đài dinh thự đẹp đẽ rộng cao,
búa xá đông đầy, hãng này nhà buôn nọ, công xưởng kia, khói lên mịt trời. Tiếng xe qua, tiếng máy chạy rền rĩ suốt ngày thâu đêm, người người làm ăn vui vẻ. Mà sốt nhiên, nay vì thần công, vì tạc đạn mà quá ra một cõi hoang vu. Dân cư đi đâu hết, xe đâu hết chạy. Nhà mái nhà lầu hư sập tan hoang, giữa chân tường siêu vách đổ. Có khi gặp một đống thây ma không đầu không tay, không chân, rách nửa thân mình, đứt làm hai đoạn, hơi tanh thúi nhức óc điên đầu. Khi thì gặp một vài đống xương, xương nhà giàu hay nghèo đây, nào ai có biết, giàu nghèo cũng đồng bị giết như nhau. Mới hôm trước đây, vườn tược xum xuê, cả ngàn cây trái dị thảo kỳ hoa chẳng thiếu chi, mà nay lại thành ra hào hố dũng lầy. Ôi cái nạn chiến tranh, mấy ngàn năm công nghiệp, một phút phá hoại điêu tàn. Văn chương khoa học, tôm góp, chất một thành, mấy mươi muôn quyển sách, giả mang đến đổi, đốt hại cho đành. Hỡi ôi lòng tham xuôi tánh dữ, giữ làm điều tàn khốc vô hồi. Thơ chàng Lê Cảnh kể các điều tai hại của nạn chiến tranh, thống trách quân giả mang đức tặc. Thơ nào cũng cảm động, lời thăm hết cô bác Hương Thôn, cho hay rằng lính Việt Nam ta cũng can đảm trước mũi súng thần công. Lúc càng dục tấn tới, nào có sợ, lập nhiều công lớn, các đồng minh thảy đều ngợi khen. Lê Phong được tin con mạnh giỏi thì mừng, ông trả lời khuyên con chớ tưởng đến việc nhà, ráng lo trọn phận sự. Sắp con chàng Lê Cảnh khi cha đi rồi ít bữa, chúng nó nhớ khóc kêu, rồi đau liều yếu. Mẹ hết lòng săn sóc con đau mấy ngày mới mạnh. Chàng đi năm 1915, nay đã 1917. Thằng trai lớn tên Tốt rày được 7 xuân, con nhỏ tên Hiền tuổi vừa lên 4. Thằng Tốt đi học trường làng, thông minh dễ dạy. Châu Thị ngày đêm khấn vái Phật trời, rằm mồng một thì đến chùa cúng lại, đến miễu xin xăm, vái cho chồng mạnh khỏe, đừng tật bệnh chi chi, vái cho Đức Quốc mau bại binh, cho chồng mau hồi cố quốc. Châu Thị xin được một cây sâm tốt, chưa đủ tin, xin một cây sâm nữa, nhầm sâm xấu, tức mình xin cây thứ ba, gặp sâm trung bình, báo hại cho nàng trong lòng hồi hộp không an. Hai năm nay chẳng có chi lạ xảy đến cho nhà Lê Phong. Mùa năm 1915 trúng, trong nhà dư giả đặng 4 năm thiên. Qua năm 1916 thì vừa đủ vốn. Năm nay trời mưa đặng ít đám, Lê Phong mướn người cày. Qua tháng 5 trời nắng riết 2-3 tuần lễ, ruộng hết nước khô khan, lại như hồi chưa mưa. Tiểu hạn qua rồi mưa đổ xuống, nông phu hối hả lo cày, lo gieo mạ. Mạ lên tốt phải thế gấm gan, tháng 7 ông Lê Phong cấy xong rồi, duy ngày ngày ra giải phân nhổ cỏ. Hại thay nạn dân ách nước, biết đâu mà dè. Tháng 8 đại hạn, nắng, nắng mãi, thêm nổi gió nóng hừng hực, ruộng cạn nước cách, mau chóng lạ thường. Phần mấy dây ruộng của ông là ruộng gò, thế nào đem nước lên tới. Ông đứng trơ trơ nhìn lúa mình háp sạch mà nước mắt rưng rưng. Giả lại ruộng là ruộng mướn, chủ ruộng có thương cho quẩn lúa tá tới năm sau thì nhờ, còn có bất nhân khánh tận nhà cửa cũng phải chịu. Chú thích: quẩn lúa tá tức là cho chậm trễ trả lúa dây. Hết chú thích. Khổ thay ông Lê Phong rầu rĩ mà phát đau. Dâu săn sóc hết lòng, đau đến 2-3 tuần bệnh ông không thấy giảm. Bạc tiền dành để đặng bao nhiêu, Châu Thị cũng tuôn ra mà than thuốc cho cha chồng. Trời già sao độc địa, khi không một gia đình ăn ngay ở thật như nhà ông Lê Phong, chẳng làm tội ác gì mà sao trời nở ban cho những điều đau khổ, nát cửa hại nhà như vậy. Căn quả gì, ác kiếp nào mà kiếp này hành tội. Ngày 16 tháng 9 năm 1917, ông Lê Phong vừa ngắt quải, ăn được chút cháo cơm. Sớm mai ông nằm nghe thằng Tốt thuật chuyện thầy giáo mới đổi lại. Bỗng đầu Trạm đem đến cho ông một cái thơ của quan chủ tỉnh. Ông xem rồi, la được có một tiếng trời ơi thật to, rồi ngã ngửa ra bất tỉnh. Thằng Tốt liền khóc ré lên ôm kêu ông nội ôm sòm. Châu Thị đang cho gà vịt ăn ngoài sau, nghe khóc bỏ đó chạy ra, thấy cha nằm dưới đất, đôi mắt nhắm hiếp, mặt xanh như ma, giờ tay chân đã lạnh ngắt như đồng rồi. Châu Thị vừa hoảng kinh vừa thương xót, khóc ròng như mưa. Hương Lân nghe tiếng khóc kể vang dậy, chạy đến hằng hà cứu cấp. Ôi hồn đà du cõi ngoại, còn cứu cấp làm sao. Châu Thị thấy thơ gì bên thay cha, lượm lên xem, tới phiên nàng đấm ngực kêu trời khóc ngất. Thơ gì độc ác dữ vậy. Ngày 14 tháng 9 năm 1917,
chánh tham biện tỉnh cùng ông Lê Phong, hương chủ làng. Ông hương chủ, tôi lấy làm buồn bã mà cho ông hay rằng con ông là Lê Cảnh làm quan một đạo binh thứ 21, tử trận hôm ngày 8 tháng 9. Người bị quân nghịch bắn nhào xuống sông, thi hài tìm không được. Từ ngày người qua Tùng Chinh bên Pháp quốc tới nay, người đã từng xông tên đục pháo, lập đặn nhiều công to, nhiều lần quan trên khen ngợi và có thưởng cho khuê bài quân công. Người trẻ tuổi sáng láng, can đảm, sức lực mạnh, mà thoạt nhiên gãy gánh trên con đàn danh dự như vậy, thì ai chẳng tiếc chẳng thương. Ông cứ khóc, khóc đi, tiếc người con quý báu ấy. Song ông vui mừng vì người quý thì ít có. Tôi xin chia buồn cùng ông. Ký tên X. Trời ơi, Lê Cảnh chết, chết mà mất biệt thi hài, chết tức tưởi, chết như con gà bị một phát súng nhào xuống sông. Châu Thị chết giấc, tỉnh lại khóc kể thảm thương. Ôi, còn mong chi từ đây thấy mặt, bỏ con thơ vợ yếu lại bơ vơ, trùng với nước mà hại cho nhà. Nghe tin cha chết, vợ muốn liều mình, nhìn bầy trẻ dại lòng đau như ai cầm dao mà cắt từ đoạn ruột. Ba cái nạn nó đến một lượt như vậy. Phận mỏng cánh chuồng như Châu Thị, đàn bà quê mùa non lòng giả yếu như nàng, làm sao chịu nổi với cái thảm khổ của ba cái tai nạn nó đến một lượt. Vậy mà xăm ông này bà kia nói cái gì ở đâu? Đoàn tụ. Thế gì sao cũng một nhà đoàn tụ. À, cha cha với chồng đoàn tụ với âm ti, mình với mấy con có chết theo luôn mới là đoàn tụ trọn. Mê tín, cúng tiền cho thầy bói bóng chàng, mấy ông bàn xăm thật là vô ích. Họ nói vùa theo cho vui lòng mình là họ hại mình không gươm, mà cũng tại mình mê tín mới đưa tiền cho họ ăn. Phải chi mình đừng đi coi bói làm chi, nó làm cho mình hơi yên lòng một lúc, nay thình lình xét đánh ngang tai. Tội nghiệp, Châu Thị khóc cả ngày, sưng đôi mắt, cơm cháo không ăn, phần tiền bạc một đồng một chữ không còn, phải bán đồ đạc mà chôn cha. Cất tán ông Lê Phong xong rồi thì cửa nhà thật là sa sút khó khăn. Khổ nổi mấy dây ruộng lúa háp hết, bây giờ tiền đâu mua mạ mà cấy thế vào. Thôi, đến mùa đông lúa thì chủ ruộng đến dỡ phước cái nhà đi, cho cái vô phước của mình được trọn. Bây giờ chỉ còn Phương đi cấy thuê gặt mướn mà nuôi con, tới đâu hay đó chứ biết làm sao. Mai đầu trong làng có kẻ hảo tâm ra tay tế độ. Chú Hương thân giáo, đồng tuổi với chàng Lê Cảnh, quá vợ đã 3-4 năm nay. Hồi chú được 20 có đi nói nàng Châu Thị, hai người ưng nhau, song cha mẹ nàng Châu Thị chê bên giáo nghèo không gả. Từ ấy những nay, giáo có vợ, Châu Thị có chồng, mỗi người có gia thế riêng, mà trong lòng Hương thân giáo cũng còn thầm thương nàng Châu Thị. Vợ chết để lại một đứa con trai 5 tuổi, chú không tính thục quyền. Thoạt nhiên nay Lê Cảnh chết, Châu Thị nghèo nàn, lẽ nào chú dư để dư ăn mà chú không làm nghĩa với người mà khi xưa chú mong được sum vầy tần tấn. Chú cậy dì Ba Hữu đem 100 đồng bạc cho Châu Thị mượn mà làm mùa. Tội nghiệp nàng Châu suy tính đến điều, không có tiền mua mạ cấy thay thì lúa đâu đông cho chủ ruộng, ắt chúng bán nhà. Mẹ con thân sơ thất sở, tủi lòng cha, tủi dạ chồng nơi chính suối, mà ngửa tay ra lấy tiền của người thì thẹn, khó nổi thay. Xong mình không phép bỏ con đói rách, Châu Thị lưỡng lự cả ngày mới chịu thọ lãnh. Trời cũng còn chút lòng nhân, cấy xuống rồi mưa nổi nước chứa chan, lúa lên tốt mịch. Tuy là muộn màng hơn thiên hạ, chứ mùa ấy Châu Thị đông lúa ruộng rồi thì dư được 3-4 thiên. Mẹ con không đến nỗi cơ hàng là nhờ Hương thân giáo. Châu Thị bổn thân đến nhà tỏ lời cảm ơn, trả 100 đồng bạc mượn với 20 bạc lời. Hương thân từ chối đáp rằng: trong cơn hoạn nạn giúp nhau, có ơn chi mà kể. Chú nằng nằng quyết một không lấy, xong Châu Thị cũng cứ để trên ghế ra về. Từ đấy Hương thân thường lui tới viếng thăm, mua vật này vật nọ mà cho hai đứa bé. Chú thương Châu Thị mà cũng thương hai đứa con của nàng, ước ao thầm cùng Châu Thị kết nguyện chồng vợ. Xong tánh chú ngay thẳng thật thà, chẳng dám hở môi nói điều chi. Mãi đến 2-3 tháng sau, tình thương tràn trề, chú mới cậy dì Ba Hữu đem lễ vật đến cầu hôn. Châu Thị khóc rằng: ơn người sâu như biển, tôi cũng mong đền đáp mãi may. Song tình chồng nặng bằng non, thảm thương chồng bỏ mình nơi đất khách. Cha chồng mồ lạnh cỏ còn non, mà tôi nỡ phụ chồng cho đành đoạn. Hương thần khen phục tâm nàng Châu Thị,
Nhưng mà chú trông mong cưới nàng làm vợ hoài, lửa tình càng đập càng lừng vì ba Hữu đến nhỏ to năn nỉ nàng Châu Thị. Một tháng, hai tháng, năm bảy tháng, một năm, thấy hương thân gắn bó với vị ba Hữu đờn nhiều bản thật hay, tấm lòng sắt đá của Châu Thị cũng lần lần siêu siêu. Nàng xin để nàng mãn tan chồng rồi sẽ cho người tính cuộc nghinh hôn. Hương thân giáo mừng rỡ, miễn là được tiếng ừ, dẫu chờ cho đến bạc đầu cũng chịu. Chú kể chắc cứng Châu Thị là vợ chú rồi. Từ đây chú lui tới nói năng càng dạn dĩ, càng tỏ màu yêu thương. Thằng Tốt được 9 tuổi chú cho lên trường tỉnh, ăn cơm tháng nhà thầy giáo hai, thầy dạy riêng cho mau giỏi. Bóng Quan Âm như chớp mắt, lật bật hết nắng rồi mưa. 24 tháng đã qua từ ngày Lê Cảnh chết. Châu Thị làm từng mảng khó cho chồng, ngậm ngùi thương nhớ bạn đồng tâm. Hương thân giáo để một tháng cho nàng nguôi ngoai, rồi đến trình ngày cưới. Duyên mới vừa vui, tuần trăng chưa mãn, con tạo quá ác chi khéo cơ cầu. Buổi chiều kia gió giông dục dục, mưa xối ào ào, bầu trời có màu thảm đạm. Châu Thị hối con Hiền đóng cửa, còn nàng thì đi thắp hương đốt đèn. Con Hiền đóng mấy vòng cửa rồi, vừa chạy lại muốn đóng cửa cái, kẻo gió tạt vào tắt đèn lần nữa. Bỗng có một người lạ mặt bước vào hỏi nó rằng: "Em cho qua đục mưa chút được không em?" Châu Thị nghe giọng nói giật mình, nhìn trân trân người khách. Người mình mẩy ướt dầm, mặc bộ đồ vải đen cũ nhục nhục, đầu bịt một cái khăn rằn, tay ôm gói quần áo. Xem gương mặt người ước 40 tuổi, tóc bạc hoa râm, da trán đã dùng, bên gò má tả có một cái thẹo lớn. Châu Thị cất tiếng hỏi: "Chú ở đâu, đi đâu mà phải mắc mưa?" "Thưa, tôi ở Sóc Trăng, về đây thăm bà con. Nghe người ta nói dở nhà đi đâu rồi, tôi chưa biết nơi nào tá túc, kê mắc mưa đây." "Tội nghiệp dữ không. Thôi chú thay đổi áo quần rồi xuống lò lửa mà hơ, chờ một chút ở nhà tôi về rồi ăn cơm luôn thế." Khách nghe lời chậm rãi xuống bếp mà mặt mày buồn nghiến, như là sắp bị đem đi hành hình. Châu Thị ngồi trên nhà trên ăn trầu, giây lát lại dòm xuống bếp nói thầm rằng: "Rõ ràng thơ của Quan cho hay chồng mình chết rồi, mà sao người này tướng đi tướng đứng, lời ăn tiếng nói lại giống hệt, duy cái mặt hơi khác mà thôi. Lạ quá, lẽ nào chết đi rồi sống lại?" Châu Thị còn đang suy nghĩ thì hương thân giáo về tới, chào hỏi cách sơ qua, đi tắm rửa, vào trong thay mình. Bước xuống nhà sau thì cơm đã dọn sẵn trên ván. Chú mời khách ăn, khách không từ chối. Anh em ngồi lại ăn, rau luộc, mắm kho, cá mòi, canh rau. Hương thân thì ăn như cọp như heo, uống như rồng uống nước. Còn khách thì chấm chút vài ba miếng rồi gác đũa. Châu Thị ra vào không yên, ngồi như ngồi trên nệm dồi kim, đứng như đứng trên lò lửa đỏ. Nàng vô buồn xem đi đọc lại cái thơ hơn mấy lần, rộn tan trong trí. 10 lần nàng dậm hỏi, 10 lần nàng mở miệng ra rồi ngậm lại. Nàng lén nhắm nhía hình dốc của khách, trí trả lời cho tâm rằng không phải, tâm cãi lại rằng phải. Nàng như điên như dại. Chồng với khách cơm nước xong rồi lên nhà trên. Nàng với con mới ăn mà cơm ăn như đất cục, canh cá chẳng mùi gì. Ăn hối hả dọn dẹp lật đật, nàng lên rình nghe hai người nói chuyện. Hương thân giáo hỏi thăm khách tên chi, làm gì. Khách trả lời qua loa, hỏi lại hương thân bề làm ăn thế nào, con cái được mấy đứa. Hương thân vui miệng nói róc hết việc nhà mình. Nàng Châu Thị là vợ sau, vợ trước của chú đã mất 4-5 năm trước rồi. Chồng trước của Châu Thị là Lê Cảnh đi tùng chinh bên Tây, bị đạn chết hồi tháng 9 năm 1917. Ông Lê Phong bị ruộng háp, rầu đau, được tin dữ ông không thấy sống. Lúc ấy mẹ con Châu Thị nghèo nàn, chú cho mượn bạc làm mùa, rồi chú cầu hôn. Châu Thị dần già vì thương chồng chết, mãn tang nằm ở chịu cải giá được một tháng nay. Chú khen đức hạnh của nàng Châu. Ông Lê Phong đào nàng săn sóc giường con trai Thảo. Chú thuật lời nàng bi thiết, có nghĩa với chồng khi chú cầu hôn. Khách nghe thuật lúc Lê Phong qua đời, cầm lòng không được, nước mắt dầm về. Hương thân vô tình, tưởng khách là người đa cảm, khóc những hồi tử biệt sanh ly. Nào dè khách là Lê Cảnh, ai cũng tưởng chết mà chưa chết. Lê Cảnh thì có bị quân giặc bắn nhào xuống sông, nhưng chưa đến nỗi thiệt mạng, nhờ có người nông phu cứu vớt. Mà nông phu ấy lại là người Alemăng, thế là chàng bị cầm tù cho đến ngày bãi chiến mới được thả ra. Châu Thị thấy khách rơi lụy, hỡi ôi, có rõ là chàng Lê Cảnh chứ chẳng ai xa lạ.
nàng vừa đau lòng vừa hổ thẹn, vào phòng viết một bức thơ, nước mắt chan hòa ướt giấy, cùng chàng Lê Cảnh rằng mình chẳng trọn tiết cùng chồng, sống làm chi cho tuổi hổ, xin chàng xá lỗi cho và chăm nom mấy đứa trẻ. Nàng vừa khóa cửa phòng lại, uống thuốc độc mà tự tử. Hương Thần Giáo nói chuyện với Lê Cảnh một hồi buồn ý, lấy chiếu trải cho chàng nằm và biểu chàng nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai sẽ đi. Lê Cảnh kéo gối nằm, còn chú Hương đi coi cửa nẻo đóng kỹ lưỡng rồi mới vào phòng. Thấy cửa phòng đóng, chú tưởng là vợ vào ngủ trước. Chú vỗ cửa kêu mình ơi mình hỡi ôm sòm. Châu Thị không lên tiếng, chú kêu suốt 15 phút đồng hồ. Trong phòng vẫn im lìm, chú đem lòng lo sợ. Còn ngoài ván Lê Cảnh sinh nghi, ngồi dậy bước xuống đất bảo rằng: "Đâu, anh tông cửa vào coi." Vách phòng cao độ vài thước, trên vách đống mè tréo nhau lên tận mái nhà. Hương Thân bắt thang leo lên ngó vào, thấy đèn trong leo lét, mùng đã bỏ xuống, Châu Thị nằm ngay đơ. Chú lắm tai nghe không nghe tiếng thở, chú leo xuống lấy cưa lên cưa một lỗ lớn, chung qua leo vô phòng. Chú lật đật khoác mùng nắm tay Châu Thị dùng khóc sống lên: "Trời ơi, vợ tôi chết rồi." Lê Cảnh điếng hồn mau như chớp leo lên thang vào phòng, chạy lại thấy Châu Thị mặt xanh như tàu lá mà vẫn có nét buồn rầu, rờ ngực nàng còn hơi ấm. Lê Cảnh mở cửa chạy ra đi rước thầy thuốc về cứu cấp trót canh. Nợ trần ai chưa dứt, Châu Thị lần lần bắt tỉnh hơi lại, thấy Hương Thân Giáo cùng Lê Cảnh đứng bên mình. Nàng vói tay lên gối lấy bức thơ trao cho Cảnh xem, còn đôi mắt nàng đầm đìa giọt lụy. Cảnh đọc thơ xong vai qua nói với Hương Thân rằng: "Anh Hương Thân, tôi là Lê Cảnh đây. Tôi về tới hồi chiều, hỏi thăm mới hay cha tôi chết, vợ tôi gá nghĩa với anh. Tôi làm tỉnh vô nhà coi nàng xử trí làm sao. Thật là tôi liếu quá. Tôi xin lỗi anh. Anh cứu vớt mẹ con nàng trong cơn nguy biến, thật tôi rất cảm ơn anh. Tôi lẽ nào phá gia can anh sao? Và tôi chắc rằng thế nào anh cũng làm người chồng, người cha tử tế với nàng, với mấy con tôi." Chàng dây qua Châu Thị nói rằng: "Còn em, xin em yên lòng ở với anh Hương Thân. Em là người dâu thảo, người vợ hiền. Anh chết, em cải giá nuôi con. Em có tội tình chi mà em phải liều mình. Em ráng thờ anh Hương Thân cho trọn đạo, như là hồi em ở cùng anh mới vui lòng. Thôi, tôi xin từ giả hai vợ chồng. Em đừng nói với hai con cho nó nhớ thương tội nghiệp." Lê Cảnh nói rồi kéo áo lau nước mắt, bước mau ra mở cửa. Trong đêm tối mờ mờ, chàng đi thăm mã cha, rồi từ đấy đến sau, chàng chết hay là đi xứ nào, không ai biết. Hết chuyện.